Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phương sẽ hướng dẫn cho mọi người cái điều tích cô 32 bước. Nên là bên phải là Tiền Phương sẽ nhảy chung với Phương. Sau đây mọi người sẽ xem phần hướng dẫn về phía sau lưng. Rồi, trước tiên khi mà mình nhảy bài tích cô thì mình trong bài này 32 bước thì mình sử dụng là chân trái trước và chuẩn bị hai hình thức. Một là mình mới tập thì mình tập chống lạnh lên, hay là mình thả lỏng, mình để hai cái tay mình ở bên hai cái mô. Rồi mình sẽ nghe 1 2 3 4 5 6 7 8, đây là khung thứ nhất. Sau đó mình đếm liên tục luôn, 9 10 11 12, dừng. Đó mình bước qua 13 14 15 16. Sau đó mình sẽ thực hiện cái bước điểm ngang là cung thứ ba, 17 18 19 20 21 22 23 24. Sau đó mình sẽ thực hiện bước ký 25 26 27 28, bắt đầu xoay người 29 30 31 32, và sau đây các bạn sẽ đi lại một lần nữa cách đếm của nhịp 8. Thì 32 bước thì mình sẽ chia ra thành là 4 khung 8 nhé, một khung có 8 nhịp, mình sẽ đi 4 lần. Và cách thứ hai thì để cho mình dễ nhớ bài hơn, các bạn chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó mình dừng chân tại chỗ, mình đếm lại từ 1 1 2 3. Bốn khung này là bước cơ bản. Sau đó tiếp tục 5 6 7 8. Sau đó cái khung thứ ba mình đếm lại từ 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó mình sẽ đi khung thứ tư 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, rồi sau đây mình sẽ thực hiện là đi 4 hướng nha, hình chữ thập. Các bạn chuẩn bị 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 28 29 30 31 32, dừng. Sau này các bạn sẽ đi đổi hướng. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tiếp tục thực hiện khung thứ ba về hướng chính diện. Chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dậm chân tại chỗ. Bắt đầu mình sẽ đếm tiếp tục, hoặc là mình đếm từ 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó các bạn sẽ thực hiện tiếp theo khung thứ ba, 1 2 chéo chân, 3 4 tiếp tục chéo sau, 5 6 chéo sau, 7 8. Sau đó mình sẽ di chuyển ngang, mình sẽ ký 1 2 3 4 5 6 7 8.
Và tiếp tục mình đi về hướng thứ tư. Các bạn chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dừng. Cái khung này là cái khung đi vi sức, đi ngang trái và ngang phải thôi, nói chung là cũng đơn giản. Sau đó cái khung thứ hai các bạn sẽ thực hiện dậm chân tại chỗ 4 lần và mình sẽ đi giống như là hình chữ Z. 1, 2, 3, 4, bắt đầu dậm chân nè. 5, 6, 7, bước chân về, 8. Sau đó thực hiện bước chéo chân và mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 2 lần chéo trước và 2 lần chéo sau. Sau đó tiếp tục 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ thực hiện 4 bước ký là 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là 4 lần 8 là 32. Đây là bài hướng dẫn về đếm chậm để cho các bạn dễ học hơn. Sau đây là các bạn sẽ thực hiện về phần gấp nhạc, về phần mẫu.